Anh đang xếp iPhone 12 Pro à? Ừ. Em đang thấy bảo con này rẻ lắm đúng không? Ừ đấy, rẻ lắm. Đây là anh xem. Giờ nhá, chưa đến 20 triệu là nó có thể mua thẳng một chiếc máy 12 Pro rồi. Còn nếu mà em làm cả gót thì chưa đến 7 triệu đâu, hơn 6 triệu là có thể lấy được rồi. Đây vào đây xem nhá. OK nhá, iPhone 12 Pro mà giá trên 20 triệu. Mà đây nhá, hoàn toàn là bản quốc tế nhá, quốc tế chuẩn nhá. Đó, anh em có thể nhìn thấy nhá, tất cả này. Đây này, nó đủ màu luôn, bên MSM hiện tại đang đủ màu nhá. Đó, pin thì có nhiều loại, như ví dụ như là 90, 91, đó, 100 luôn, hoặc là 99, hoặc là 94. Đó, 94 như này này. Đó, nhưng mà chắc chắn đây là pin zin. Và những chiếc máy này thì mình bán giá như nhau thôi, chỉ khác nhau về màu một chút thôi. Giá chưa đến 20 triệu cho phiên bản 128GB. Còn phiên bản 256GB những chiếc máy này thì giá là hơn 20 triệu. Chi tiết thì mọi người cứ vào website msm.vn để xem nhé. Đó, tất cả những chiếc máy này đều là một hàng quốc tế chuẩn 100% luôn. Quốc tế chuẩn 100% luôn và tất nhiên nó phải đẹp. Đó, mình không bán máy xấu với mức giá là chưa đến 20 triệu đâu. Máy xấu thì chắc chỉ tầm khoảng 17-18 thôi, nhưng mình đang không còn. Đó, anh em nhìn nhá. Mọi người nhìn nhá. Đó, máy đẹp như này mà. Đó, chưa đến 20 triệu mà mua được 12 Pro đẹp long lanh như này thì ở đâu ra đúng không? Mà lại bản quốc tế chuẩn nữa, không phải bản lóc. 20 triệu thì anh em chỉ mua được iPhone 12 Pro và lóc thôi. Bây giờ mình bán bản quốc tế luôn, bởi gần Tết rồi. Cần thì em qua ngay đi, giá trả thẳng chưa đến 20 triệu, còn nếu mà trả góp thì chưa đến 7 triệu nhá. Chưa đến 7 triệu làm trả góp sẽ được chiếc máy này rồi. Đó, chi tiết thì mình có lại là anh em mọi người vào website là msm.vn hoặc là mọi người gọi điện theo số điện thoại 0888888861, địa chỉ mua hàng trực tiếp tại 170 Lê Chay nhá.